Vâng, em Hiếu xin mến chào toàn thể các bác nhá. Thì đến hẹn lại lên các bạn. Mỗi ngày cứ hôm kia về một lô mic thì mình bán gần hết rồi, còn một tí đi nữa thôi. Thì hôm nay quay luôn một lô mới luôn cho bác vì nó còn ít quá nên nghe lô trước bán còn vài bộ nữa thì bán có nhìn hết. Bây giờ hôm trước em về tổng cộng là 45 bộ thì hôm nay em về được có 30 bộ thôi. Tổng 28 bộ tất cả. Đếm tại đây, 28 bộ tất cả phụ anh em chơi. Thì báo cáo biết thì hôm nay các lô mic em về ấy, là tất cả những lô mic em thì mình đang về ngày hôm nay và các ngày trước là những lô micro đẹp, tuyển chọn, xuất sắc phụ anh em chơi. Vì bản thân là cái em rất khắt khe, vì sao? Vì các này micro nó là cái liên cái cũng như cái chụp trước này liên quan cũng như là gần đến mồm miệng mình nên là liên quan vệ sinh. Nhưng bản thân em nhập những bộ micro ấy nó rất là đẹp luôn. Chính vì nó đẹp như này nên là các bác mua hàng ấy không phải cọc cạch gì cả. Hàng em bán rất là tự tin luôn nhé, khỏi cọc cạch gì cả. Nhé, hàng ra tận nơi kiểm tra thoải mái, thanh toán. Hàng bao dinh bao xịn, mở gắn lắp, chụp trước xem thoải mái, từ mên miếc đầu thu thoải mái. Nhưng điều quan trọng trong ngày hôm nay, cái mức giá tốt đến toàn thể các bác. Và hôm nay là phiên bản đời cao nhất từ micro mà em nhập về ngày hôm nay. Thì mic rất dày, các bác cùng nghe nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếng mic rất dày. Và quan trọng đã dày, nó nhẹ, nó rã sắc lét. Mic càng xịn ý, thì tiếng độ trong nó càng cao. Và tiếng mic nó dày, nó thật tiếng bác nhá. Thì những bộ Bayer này thì đáp ứng nhu cầu của bác này. Thì model Bayer hôm nay em về nó là được model của nó là BF. Thì bác check luôn cái model này trên Google ấy. Bộ này đang bán khoảng 7-8 triệu ấy. Bộ BF này. Đấy, BF LP8 này. BF thì tất cả những cái các sản phẩm của BF ấy thì nó cực kỳ cao cấp luôn các bác nhá. Bảo anh em bê vào đây, bê đô vào đây. Xong đây phụ anh cả. Đây bác nhìn ruột nó này. Bác nhìn đẹp không? Thật sự luôn nhá. Quá đẹp. Và nó ở cái lô này em kết nhất ở cái gì ạ? Kết nhất nó là tay của nó nhá. Đó là tay da cá. Bác nhìn nó. Tay da cá nó còn đặc biệt hơn so với tay trơn. Ở đây có một nửa lô, nửa lon. Chỗ này là được có khoảng, trong tổng cộng 30 bộ về thì trong đó chỉ có khoảng độ gần chục bộ là 28 bộ về thì có 8 bộ là tay trơn thôi. Còn lại là đây, ở đây thì em có một đôi loa này hoàn, đôi loa BB310 này các bác này. Thì đôi loa này ấy, thì đây nguyên đài nhá, nhưng mà hoàn đây là anh chủ anh đổi sang loa 40. Nghe hôm trước em quay đôi lô này về ấy, xong em đôi quay đôi loa 40 thì anh kết đôi loa 40 thì anh đổi sang loa 40 thì cái đôi này anh chịu cứ vận chuyển cho em rồi. Có bác khách ở trong Vũng Tàu vậy. Đấy, quay cái đơn nào, quay cái đơn hàng lên xem nào. Đây em bắt đầu rạch nhá. Đâu đơn hàng đâu? Mặt kia, đây đơn hàng này. Đây này, mặt đây này. Đấy, hoàn hàng, hoàn về nhá bác nhá. Nhưng hoàn về nhưng bác rất là lịch sự bác ấy. Của anh Năm này. Đấy. BB310 nhá. Đôi này thì em bán là 4 triệu bác nhá. Hoàn về vẫn bác nhá. Đôi này là đôi bác lấy từ đợt đầu nhà em mới về, bác lấy rồi đẹp xuất sắc luôn. Bờ rạch ra bán luôn cho bác này. Không có hàng để bán đâu các bạn. Anh em xem thì đây em rạch ra bác xem luôn nhá. Hàng nguyên đang kiện 2 kiện. Rạch ra cho anh. Bọc rất là cẩn thận này. Thì bác đổi sang đôi 40 nên em đổi cho bác ý thôi. Bác chịu cước vận chuyển cho em rồi. Thế vào đỡ cái này Tiến ơi. Quay vào bộ micro mic ngày hôm nay thì trong thời gian đang rạch đôi loa báo luôn giá 4 triệu. Còn mua mic hôm nay là bộ micro lô này về nó cao cấp hơn nữa. Đó là gì ạ? Bác nhìn thấy không? Tay nó da cá. Tay da cá là dòng tay thứ nhất, độ thẩm mỹ rất cao. Tay da cá hay tay da cá màu lông chuột chứ. Nó đẹp thế này. Bác nhìn không? Óng ánh này. Và bọn em cứ gọi là xanh ngọc này. Tất cả micro là có tự ngắt hết bác nhá. Tự ngắt hết này. Đấy chưa? Rất đẹp luôn nhá. Và tay da cá ấy, nó đặc điểm của nó là chống xước bác nhá. Đây. Chống xước là quang quật nó không nhà cái vết xước nó nhìn rất là khó nhìn xước lên cái tay này. Thực ra đây là về nguyên bản nó zin hết xong rồi là về ở đầu là dán mi lông, bóc mi lông ra nó sáng loáng này. Cái tay này thì nhiều khi là vụ như bác kỵ vào cái điểm gì xước nhưng cái tay này thì khó lắm. Nhà tay gọi thuộc hạng là tay siêu chống xước cho các bác này. Tất cả hàng em bán cho các bác ấy là thứ nhất là hàng bao zin bao xịn, bảo hành 6 tháng, mở xem thoải mái, tất cả men ruột. Và cái thứ hai nữa là nguyên lẫy các nhá. Đây nó đẹp này và đuôi là đuôi chuột các bác nhá. Đấy. Đuôi chuột ạ, à. Đuôi chuột. Các bác gọi hàng Hiếu Minh micro da cá đuôi chuột chốt hàng các bác nhá. Đấy. Cái mỏ không? Bóc ra.
đuổi đẹp lắm. Để gì cả đây anh tí nữa cho anh được thôi, rạch nốt con kia đã rồi anh quay. Vừa đỡ anh cái tay này, cầm anh tay này. Giờ tiến đây anh quay anh lét cái này óng óng lên, nó khó lên nét. Giá bình thường bộ này thị trường đang bán 2,5 triệu. Và em Minh bán những bộ này với mức giá là 2 triệu đồng các bác nhá. 2 triệu đồng bộ tay da cá đẹp, xuất sắc, đạt 99.99% các bác nhá. Đẹp xuất sắc, tay đuôi chuột các bác nhá. Bộ micro pro đây chuột. Và cái điều quan trọng nữa là có tai liền. Chấm hết các bác nhá. Bình thường các mua những bộ này thì nó không có tai này. Để tháo ra một tai con này tai liền luôn nhá. Liền khối luôn nhá, nhìn nó thẩm mỹ nữa. Ok chưa? Màn hình còn nguyên siêu các này. Đây chưa? Đây. Mình tháo phòng ra này, bao nhiêu? Còn nguyên siêu màn hình nhá. Đấy, mua những bộ lướt này mới là đấy. Mới giá trị đấy các bạn này. 2 triệu đồng một đôi nhá. Củ nó, củ côn của nó, củ côn nụa đen các bác nhá. Giữ cho anh ạ. Tháo sấy cho anh cái củ sấy cho anh nhá. Sấy cái này. Đấy. Bác nhìn chất chưa? Zin đen là đen luôn nha bác nhá. Đẹp. Zin. Sạch sẽ. Đấy. 2 triệu thôi các bạn. Đấy. Với bộ da cá. Bộ da cá bởi bác mua hiện trường thì không có giá 2,5 triệu, 2,6 triệu thì không mua nổi đâu. Em bán lấy công làm lãi 2 triệu đồng. Nhá. Đấy. Với thiết kế tay của nó, tay đẹp như mới và hàng bên em bán nhá. Không phải cọc cạch gì cả, hàng đẹp như mới luôn các bạn. Đến đây cái tay nó này, nguyên lẫy này bác này ạ. Giữ cho anh ấy, tí nữa xong nó cũng toàn mất led này. Không phải đâu, để anh zoom cho anh, zoom giữ cho anh ấy. Hơi tối nhờ, trong nhà hơi tối. Đó nhìn chưa? Tất cả nguyên lẫy hết nhá. Đấy, đầu thu đây ạ. Giá cá đây. Mới kính con. Đây, cạnh cái nắp này ra. Đấy, bác nhìn chưa? Đẹp chưa? Và còn nhóc tai liền nữa. Nhiều bác cứ mua nhà em mới trước mà lô trước về cứ bảo Hiếu ơi có cho tai cho xin tai mà. Khổ bây giờ em nhập về, vợ em nhập về nó tháo ở phòng ra nó không có tai. Như bộ này không có tai này. Được cái lô này đẹp quá thì em bảo các bác em vẫn bán giá tốt cho anh em nhá. 2 triệu một bộ. Đẹp, xuất sắc luôn ạ nhá. Đủ phụ kiện đi kèm thì lấy cho anh bộ túi phụ kiện đây. Phụ kiện đi kèm ấy thì đây gồm ạ. Đặt xuống đây. Phụ kiện đi kèm nhá, quan trọng nhá, bản thân cái bộ da cá ấy. Cái tay da cá này nó đắt hơn cả tay thường rồi. Bản thân đắt hơn tay thường mà em bán nhịch hơn so với tay trơn này có 50.000 thôi. Còn bộ đầu thu màu đen này em bán 1,950 triệu. Các bác nhá, 1,950 triệu, đợi từ em review đã. Đây. Đi kèm của chúng năn này, chúng năn nằm trong năn mới em mua này. 6 ly mới ạ. Dâu anten thì dâu anten bãi nhá. Đây dâu anten. Đấy, dòng ten này. Dòng ten nhá. Dòng ten này 6 ly này. Chúng năn này nguồn thì nguồn bãi nhá. Nguồn bãi vệ sinh sạch sẽ rồi. Đấy. Chỉ có mỗi chúng năn này với cả 6 ly em mua thôi, còn đâu là cái anten cả. Nguồn là hàng bãi. Rồi, ok. Bộ da cá là 2 triệu đồng các nhá. Tiếp theo bộ trơn này. Bộ trơn thì đây là bộ trơn màu trơn đối với dòng tay da cá thì nó đuôi chuột với nhá. Đuôi chuột thì bác biết rồi, đuôi chuột nó bắt sóng rất xa. Đấy. Thì mic rất dày em thử lại nữa này, có tiếng ngắt nhá. Alo 1 2 3 4 5 6 5 6. Đây bác, cách có mét thôi nhá. Đây bác nhìn viên gạch, bác nhìn ạ, đơn mà. Cái mic giảm hú này, đỡ hú này, mic dày này, bay hát nhẹ nhàng các bác nhá. Bảo hành 6 tháng. Ok. Tiếp theo là bộ mic gọi là đầu đen. Đầu đen thì bán rẻ 50.000 trơn nhá. Mà 1.950.000 đồng. Cũng cổ con củ con lụa nhá. Tất cả đẹp xuất sắc luôn, tay đẹp xuất sắc luôn nhá. Hàng đẹp hay mà. Đấy, nên là em bán hàng khác các cửa hàng khác là nhiều khi các bác mua ấy, là phải cọc trước 100-200. Cái hàng bên em cái mic Pro này là cọc với điều kiện là các bác lấy 2-3 bộ ấy là có phải cọc, phải có. Còn nếu một bộ là gần như không, em không, mình không cần phải cọc. Phải cọc đâu các bạn, tại vì là hàng đẹp như này rồi có gì để nghĩ nữa đâu ạ. Với chuyện hàng bao gì bao xịn mở xem thoải mái. Mở cả đầu thu xem thoải mái. Nhà em bán hàng rất là thoải mái luôn.
Kể cả bác mua những bộ này nhà em dùng một chán trên một năm thì em thâu lại bác tầm 1,5 triệu là bình thường. 1,5 triệu bình thường, hao mấy trăm nghìn, tất nhiên là phải dùng phải hao, chứ hao dùng lại không hao thì tính làm gì ạ. Bộ em nhập 1,5 triệu em về cũng phải bán lại hộ các bác thôi, nên là em đang phân tích các bác là vụ bác mua 1,95 triệu bộ này. Bác dùng chán chê nữa nó có hao vài trăm để em thì mình thanh lý lại hộ các bác thôi. Nhà thanh lý lại để sau này bác điều kiện ông mua bộ 6-7 triệu chẳng hạn, ví dụ thế chẳng hạn. Nhưng quan trọng những bộ micro này nó đáng giá với những bộ khoảng độ là 4-5 triệu rồi. Tất cả những cái hàng OEM thị trường ấy, những cái hàng đặt tên thị trường ấy các bác mua ấy, thị trường hiện tại Việt Nam mình bây giờ ấy, cái ruột cao cấp nhất cũng chỉ đến sử dụng vỉ tím này thôi ạ. Nó chỉ dùng đến vỉ này thôi nhá. Đây vỉ tím đây. Nhà cao cấp lắm nó chỉ dùng vỉ này thôi, nó chỉ có là một dòng nó bọc hộp thôi. Đây các bác nhìn này. Nó chỉ có đậy cái hộp lên thôi và một cái dòng không đậy hộp thôi. Đấy. Cao cấp lắm chỉ đến dùng một vỉ này thôi, cũng chả có vỉ gì hơn cả. Còn còn cái đầu thu màu trắng, tiến nhất anh đầu thu màu trắng, đầu thu màu trắng thì em bán lại rẻ hơn 50.000 là 1,9 triệu nhá. Cũng đẹp xuất sắc luôn. Đầu thu màu trắng thì em còn ít ở lô trước ấy. Quay luôn cho các bác. 1,9 triệu nhá. Màu trắng, các bác thích nào gu tông màu trắng thì lấy màu trắng. Ở đây nó theo cả tông bộ dàn mình đang dùng như nào thì mình lấy. Mà đầu thu màu trắng thì cái tay nó cũng là tay trơn nhá. Tay da cá là của bộ BF này. Và đây đôi về tí ơi rạch cho anh một đôi da cá. Bóc cho anh một chiếc không được. Đẹp mướt nhá. Jean đẹp BB3 dòng loa đến thương hiệu của Nhật. Cái đôi này sử dụng là hai chung hai chép. Nhìn đây. Đẹp lắm. Đôi bác nhìn này. Nhìn chưa? Em bọc em gửi đi đấy, bác nhìn chưa? Đây bác lấy từ đầu luôn của anh gì? Anh Lâm này. Lấy từ đầu luôn để gửi lên cho anh với. Bác nhìn chưa? Đẹp sáng loạn luôn. Vừa hôm qua bác hỏi mà em không nhớ ra là em bị hoàn mất đơn. Thế hoàn đơn này là do bác chủ bác đổi nó đổi hàng thôi, đổi sang thành đôi bác 40 thôi. Thì em bán 20+ đôi bán sạch rồi, chả có hàng đâu. Nên lại quay tiếp cho bác 4 triệu đồng vì giá thị trường đang bán khoảng 6 triệu thôi rưỡi, em mới bán 4 triệu đồng đôi này thôi. Hay hơn cả 450C không ăn được đâu, xách dép các nhá. Xoay anh phần sau các ạ. Anh quay trong clip này các bác nhìn cây ạ. NR nhá, đẹp chưa? Nhìn đôi loa này tổng thể đẹp chưa ạ? Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ em. Công suất là 500W các nhá. Đấy. CSE310C. Và các bác có nhu cầu thì liên hệ em. Thì đối với micro ấy, em trên trường toàn bán mức giá tầm 2,5 triệu, 2,4 triệu, 2,6 triệu gì đó. Em dập vào giá thôi. Nghe bán lấy công làm lại, anh em có nhu cầu thì liên hệ em và cùng hỗ trợ cả đổi cáp các nhá. Và xin ái chào tạm biệt ạ.